đến với kênh Nguyễn Gành quay lóc các mọi người ơi. Thì hôm nay Nguyễn Gành cũng giới thiệu cho mọi người là cái ở đảo Hòn Tre của mình nha mọi người. Ở đây là cái khu tránh sóng của Hòn Tre mình nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái khu lấn biển nha, ở khu tránh sóng nha mọi người ơi. Đây là cái trên đây là cái đảo của mình đây. Còn ở dưới này là cái đây, ở đây là cái dưới ngoài đây là có ghe này, đây là cái khu tránh sóng nha mọi người. Mọi người, còn nhà khu tránh sóng này nó cũng đỡ cho bà con đổ đây dữ dằn lắm, ghe đồ thuyền đồ bè đổ đây là rất là êm, mỗi khi mà trời thổi lên thì nó cũng phức được phần nào. Và giờ đất này chỉ có chấm nhấp thôi mọi người ơi, nếu mà có thổi mạnh thì chăng nữa cũng không có gì đâu như đâu. Ghe bè ở đây là rất là đông nha mọi người. Đây chắc chiều rồi ghe nó vô cũng hết trơn nè, thấy không? Thấy bây giờ cái dàn ghe rất là đông. Trên đó là cái đầu mũi đó, cái đầu mũi rùa đó, ghe ra vô chạy đường đó với đường dưới này. Đây chạy đường trên. Cái đầu mũi đấy có bến cao tốc đó mọi người, từ Gạch Giá ra Hòn Tre. Còn bên trong này là đang làm mọi người, trong này cũng đang làm, chưa có hoàn thành nha mọi người, cũng sắp hoàn thành rồi mọi người ơi. Giờ sắn giờ mắm rồi, bây giờ nó mọc nhóc ở trên này. Đây là cảnh trong đây, là trong đây là trong nha mọi người. Đây quay dài trên núi luôn cho mọi người xem luôn. Cái đường này là chạy xuống dưới đuôi nha mọi người, đó là cái đuôi, đây là cái đuôi. Còn ở trên này là trên mũi, đầu mũi đây hết cho cái mình luôn, quay trên đây đầu mũi đây. Thấy không? Còn đây là ghe và gâu trắng sống. Ghe vô chạy ra đường này, đường này về ra vô là dữ lắm nha mọi người. Để quay cho mọi người xem. Cho những người khách du lịch đồ đến quê hương mình nè. Nói chung mọi người ra Hòn Tre mình du lịch đồ ở đây bán tươi sống rất là rẻ không mọi người. Tôm tít đồ này kia nói chung là có nhiều lắm nhân dân mà nó rất là rẻ. Giờ này có ghe cào, nó cào vô rồi mọi người ơi.
Đây sẵn là đây quay cái dòm cho mọi người xem nè, đó tôm. Còn phân tích này là người ta cào mới cào vô mọi người. Đây, đó. Đầu tư sống vào nói chung là rất là ngon nha. Ta đi cào vô đó mọi người ơi. À, ta đi cào vô ta. Chiều đây dưới trong ga đây, chiều nay dưới này nó cũng mát cho nên người ta cũng đi tới đi lui cái đường này, người ta du lịch đồ xuống ngắm cảnh đồ dữ lắm nha mọi người. Đàn hôn dưới này rất là đẹp, rất chiều mát mẻ nè mọi người ơi, cho nên người ta cũng xuống đây đồ dữ lắm. Thì có ai chưa biết quê hương ở Hòn Tre đảo Bạch Giá mình thì đây cũng mình giới thiệu cho mọi người đến xem thì thấy đẹp không, mà mọi người có tham quan thì ghé ra tham quan đồ rồi đồ ở đây trong ra là tươi sống ở đây nó rất là rẻ. À, mọi người ra đây mình du lịch ở đây rất là ấy, mọi người đi ra đồ Bạch Giá ra đây nó cũng rẻ chứ không có mắc đâu mọi người, giá vé nó cũng lớn thì có 70.000, 80.000 một vé mọi người ơi, rất là rẻ nha mọi người. Từ Gạch Giá ra đảo Hòn Tre này nó rất là rẻ. Đi du lịch cho biết hòn đảo quê hương mình nha mọi người. Đi nó có bãi chén rồi động dừa đó, đó là bên đó khu đó có rất là đẹp. Có hàng sơn linh động rồi đó mọi người, có tham quan thì mọi người ghé đầu lá nghe mọi người ơi. Hôm nay mình quay cái này cũng giới thiệu cho mọi người đó. Trong này nó chưa có rồi nha mọi người. Thôi giờ bye bye nha, xin chào mọi người nha. Hôm nay Nguyễn Lành quay lóc cũng kết nối mà video mình ở đây nha. Mọi người thấy video này có hữu ích thì mọi người nhớ cho một like nha, và để ủng hộ mình đăng ký kênh của mình để đón những video tiếp theo của mình nha mọi người. Bye mọi người nha, mọi người cũng nhớ ủng hộ để đón những đăng ký kênh của mình để đón những video tiếp theo nha mọi người ơi. Để xin tạm dừng video đây nha mọi người ơi.